Đây là phòng trước khi xử lý các bác nhé. Hên Lương quá là vang rồi luôn. Hãy em cho bông chưa vào luôn nhé. Chuẩn bị xử lý phòng này. Khi ném cái bông này vào, nói im re luôn, không một tiếng vang rội. Nhưng đoạn cuối này vẫn vang. Đây, ê, vang là chắc hai góc này mạnh. Góc này cái góc trên này vang mạnh. Đến gần cái này nó nói hút âm luôn, hút âm. Đấy, đến đây cái nói tĩnh luôn này. Tới làm xử lý cái này hết luôn.